Hello, xin chào cô chú anh chị. Xin chào mọi người xa nha. Mọi người rất vui gặp lại cô chú anh chị trong cái video mới ngày 16 tây tháng 11 năm 2022 này ha. Và ngày hôm nay thì như thường lệ thì trước mặt của cô chú anh chị là hai con bò đực chốt ha. Ngày hôm nay thực sự thì bò Vinh có khá ít bò đực, cô chú anh chị bán lẻ tẻ nên là cũng hết rồi. Nên còn có mấy con nên cũng cô chú anh chị thông cảm nha. Ngày hôm nay đa số là bò cái lấu, bò cái tơ, bò cái xác và bò mẹ con ha. Thì quay trở lại thì trước mặt của cô chú anh chị là hai con bò đực, một con F1, bên tay trái là con F1, bên tay phải là con F2 ha. Con F2 thì màu nó mọc vàng bánh mì rất là đẹp ha cô chú anh chị, nhưng mà mới tắm nên là nó còn cái màu nó hơi đen đen đó. Còn bên tay trái là con màu con F1 thì màu nó hơi đậm hơn tí xíu ha. Hai con bò này thì xương cẳng rất là kịch cộm ha, và nói chung cũng bóng bẫy ú lực lưỡng ha cô chú anh chị. Dai đôi lưng đôi luôn. Thì cặp bò này thì bò Vinh thấy nó đồng trang đồng lứa nên bỏ vào quay chung ha. Thì chiều cao của hai này bò Vinh xin báo luôn là 1m03 và 1m04 ha. Chiều cao của nó cũng xem nhau à. Và giá tiền của hai này thì bò Vinh xin báo là 21 triệu ha. Cô chú anh chị nào cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635. Còn trại bò của bò Vinh là Tân Hiệp Trà Cú cho Vinh ha. Thì cặp bò này thì xương khủng bố luôn ha cô chú anh chị. Dai hở lưng đôi, đít là dung dung ha. Cũng chưa căng lắm nhưng mà mẫu là mẫu đẹp, mẫu chuẩn ha cô chú anh chị ha. Cạnh đuôi bự, xương là giò sao là móng sò, móng chúm ha. Đầy đủ hết. Ngày hôm nay thì bò đực thì bò Vinh có hai lô thôi. Và bây giờ là mình chuẩn bị chuyển qua lô thứ hai thì gồm có hai con bò bò lấu, bò sát ha cô chú anh chị ha. Rồi trước mặt của cô chú anh chị là hai con bò đực sát ha. Con lớn này là 5 tuổi có hơn rồi ha cô chú anh chị. Và con nhỏ này là 7 tháng hơn luôn rồi. Thì cặp bò này thì nói chung là cuộc ăn rôm nên là nó đài bò, nó khô bò, khằn bò. Còn vấn đề tật lỗi thì không có chỗ nào đâu ha cô chú anh chị, rất là nghiêm chỉnh. Bò cấy đàng hoàng, cổ thẳng đàng hoàng ha. Tại vì nó ốm đói nên nhìn nó xấu thôi. Và cặp bò này thì bò Vinh bỏ vào quay chung. Nhưng mà cô chú anh chị nếu thích xài bò lớn sát thì cũng alo bình thường ha. Thì hai bò này là thuộc dạng là xin dưỡng nên không cần quảng cáo nhiều. Nhưng mà không có tật lỗi gì ha. Nếu như có tật lỗi thì bò Vinh đã nói rồi ha. Bò Vinh xin báo cái chiều cao cho cô chú anh chị được biết á, thì con bò lớn á, nó cao tầm khoảng là 1m17 ha cô chú anh chị, 1m16-17 ha. Còn con bò nhỏ thì 1m0 ha, 1m0 chút đỉnh. Thì hai con bò này thì bò Vinh xin báo giá cho cô chú anh chị được biết á, là 18.500 ha, 18.500. Nếu như cô chú anh chị nào thích xài bò nhỏ thì alo, hoặc bò lớn thì cũng alo, hoặc bắt cả hai con dỗ, con nào bự trước thì thịt trước á, thì cũng ok bình thường ha. Thì nói chung bò thì khỏe mạnh bình thường hết cô chú anh chị, mà không có cỏ ăn nên nó ốm thôi, chứ nếu như bò này là thuộc dạng thả giường là ok luôn, tại vì nó đâu còn cái chỗ nào nữa mà xuống bò ha. Mình thả giường bình thường cũng mướt bò trở lại à, chứ cũng không phải là cần thiết phải cho ăn uống đồ cho nó cao sang gì hết, thả giường thôi nó cũng mướt bò trở lại thôi. Bò này cuộc lâu lắm rồi cô chú anh chị. Và nói chung là đài bò, khằn bò rất là lâu rồi. Cặp bò này nếu như mà anh chị nào mà có đám tiệc mà tầm khoảng 3-4 tháng á, thì cũng lưu ý bò lớn ha. Bò lớn này cũng bình thường thôi. Bò lớn này nếu như mà dỗ thêm 4-5 tháng nữa tròn bò thì cũng dư sức làm cái đám vừa vừa ha cô chú anh chị. Bò Vinh xin nhắc lại cái giá ha, là 18.500 cho hai bò này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Số điện thoại của bò Vinh thì bò Vinh xin nhắc lại là 0366356635. Còn trại bò của bò Vinh là Tân Hiệp Trà Cú Trà Vinh ha. Thì anh chị nào thích xài bò ghẻ tiền mà loại nhỏ thì cũng alo luôn ha. Bò Vinh có thể xé riêng ra từng con được mà ha, không thành vấn đề gì đâu. Con nhỏ nó có mấy triệu bạc thôi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị qua lô tiếp theo ha. Tiếp theo là ba con cái nhỏ xíu. Thì chiều cao của ba em này là tầm độ khoảng là 1m, 1m0 ha cô chú anh chị. 1m, 1m0 ngay chỗ thấp nhất ha.
Thì ba con bò này á, thì luồng tháng của nó là tầm khoảng 4 5 tháng rồi và cũng dứt sữa rất là lâu rồi. Bò cũng thuộc dạng bò lấu, bò xấu. Chút xíu nữa bò Vinh đưa giá ra cho cô chú anh chị xem á, thì nếu cảm thấy ưng ý thì làm luôn ba con bò cái này giùm bò Vinh nha. Thực sự nó cũng không có nhiều tiền, thích hợp cho cái đám nhỏ nhỏ nè anh chị nào, dưỡng dưỡng để cho nó mập mập, làm những cái đám mini hay là làm dỗ thịt để vừa vừa mình sức á, thì chú ý theo dõi giùm bò Vinh nha. Ba con bò này thì rất là mềm mỏng giá tiền ha cô chú anh chị. Rồi bò Vinh xin báo chiều cao lại ha, thì ba con bò này chiều cao của nó tầm khoảng là xê xích mét mét lẻ ha. Có con bên tay trái á, là con nó cao mét lẻ 203 đó, thì gom gom lại thì nó kéo qua kéo lại đó cô chú anh chị. Thì ba con bò này thì bò Vinh xin bán với cái giá là 17 triệu 500 ha, 17 triệu 500 cho ba con bò cái này, gồm có hai con cái 3B F1 và một cái con cái kem F2 ha. Thì F2 này á, thì cái có bụng và xương bự nhưng mà có bụng ha. Còn con 3B chính giữa thì tướng tá phọt nó cũng rất là ngon ha. Hai con này thì nói chung cũng không có gớt bụng ha. Hai 3B thì nói chung cũng vừa. Và nói chung là quan trọng là cái luồng tiền của cô chú anh chị. 17 triệu 500 cho ba con bò thì con này bự nhất ha. Thì nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Con này tầm khoảng là 1m02 m 03 lận. Và hai con kia thì tầm khoảng mét mét lẻ. 17 triệu 500 cho ba con bò cái, hai con 3B F1 và một con kem F2 ha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị chuyển qua tiếp theo, qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị ha. Rồi trước mặt của cô chú anh chị là bốn con kem trắng giấy, kem giấy á cô chú anh chị. Và bốn con này là bốn con F2 toàn bộ ha. Thì lâu rồi bò Vinh không có làm bò cái nhiều nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ để giới thiệu cho cô chú anh chị hết tất cả các thể loại bò cái ha. Thực sự thì bò cái bò Vinh cũng có rất là nhiều nhưng mà cũng ít khi nào đăng lắm. Thì ngày hôm nay thì nói chung là không có bò đực nên lôi ra mấy em này ra để quay. Và trước mặt của cô chú anh chị là bốn con cái kem F2, toàn bộ là F2 hết ha. Chiều cao á, thì bò Vinh xin nói luôn ha. Thì cái con bên tay trái ngoài cùng á, là con thấp nhất ha, là con đó là 9 tấc 6. Còn lại ba con bên tay phải thì chiều cao của nó là 1m03 m 04 ha, 1m03 m 04. Cái này bò Vinh có đo chính xác rồi. Gồm có hai con ú nè, hai con này rất là ú nè. Và hai con này thì chút xíu nữa bò Vinh đưa giá ra thì cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì chốt riêng cũng được, để hai con nhỏ bên tay trái để riêng cũng được, hoặc là bắt hết bốn con thì bò Vinh rất là cảm ơn ha. Thì bốn bò này thì bò Vinh xin gom lại ha, một con là 1 9 tấc 6, còn lại là ba con là 1m03 m 04 và đều là bò F2 hết ha cô chú anh chị. Và hình tướng của nó là bò sinh sản được hết luôn ha, chim hoa là ok rồi, rúng yếm là có đầy đủ hết, đòn phọt đâu có đầy đủ hết ha cô chú anh chị. Nếu như anh chị nào bắt hết nguyên lô về sửa sữa sau này con nào đẹp mướt để mình bán giống thì cũng bình thường thôi ha. Bốn con bò này là bốn kem giấy hết và xương cẳng thì khá khá với lại bự luôn ha cô chú anh chị, không phải là dạng xương nhỏ xương mảnh ha. Thì bốn bò này bò Vinh xin báo giá cho cô chú anh chị được biết là giá tiền của nó là 30 triệu ha, 30 triệu cho bốn bò kem trắng F2. Thì trong đây con này là ú nhất ha cô chú anh chị, ú dữ lắm, mặc dù nó lông nó còn dài nên mình chưa thấy nhưng mà thực sự nó rất là ú ha, hai con ú. Bốn kem này á, thì nếu như mà anh chị nào mà là B đó thì cũng chú ý theo dõi giùm bò Vinh nha. Nói chung giá tiền của nó cũng cắn B không có nhiều ha. Thì 40 30 triệu cho bốn bò này, nếu như anh chị nào cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Số điện thoại của bò Vinh thì bò Vinh xin nhắc lại là 0366356635. 40 triệu cho ba con bò F2 kem trắng ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị chuyển qua tiếp theo, một cái lô tiếp theo gồm có ba 3B lỡ ha. Rồi trước mặt của cô chú anh chị là ba con 3B và hai con F2, con F1 ha. Hai con F2 hai bên, con chính giữa là con F1 ha. Thì con 3B, mấy con 3B này thì nói chung nó thuộc dạng có tướng tá và xác bự ha. Thịt thà thì cũng chưa có đầy đủ, đủ đâu vào đâu đâu ha. Nhưng mà được con cái là 3B và sướng tướng tá xác này cũng khó kiếm ha cô chú anh chị. Thì bò Vinh
xin báo cái chiều cao ha. Đầu tiên là cái con bên tay trái, con pin lực lùng nhất á, là chiều cao của nó là 1m1 ha. Con chính giữa là 1m18 ha, và con bên tay phải là 1m15. Thì ba con bò này á, thì con chính giữa là hai đôi răng. Đôi răng thứ hai đang thay ha. Còn lại hai con kia là hai con tơ hoàn toàn rặt ri ha. Con sổ lỗ mũi này là đôi răng thứ hai đang thay. Còn hai con này là hai con tơ nè. Thì chiều cao của nó thì cái con 1m1 á là con ú bóng 7 là F1 ha. Còn cái con bên con này nè. Hai con này á thì chiều cao của nó là 1m15 đến 1m18 ha. Thì ba con bò này thì nói chung cũng thuộc dạng là 8-9 tháng tuổi ăn lên rồi ha cô chú anh chị, có con hai đôi răng là cả năm hơn rồi. Thì dạng như sườn sườn cũng chưa có được bóng 7 pin lực ha. Thì bò Vinh xin báo giá cho cô chú anh chị được biết á, thì ba con bò này bò Vinh xin bán với cái giá là 42 triệu ha. 42 triệu nếu như cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Thì bò ba bê sát tầm này và nói chung cũng hơi khó kiếm ở đây ha cô chú anh chị, giá nó hơi cắn ha. Thì hơi cắn thịt so với giá thịt ha cô chú anh chị. 42 triệu, nếu như cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Nói chung á thực dạng là tướng tá đầy đủ hết trơn rồi, già bò hết rồi. Con sổ lỗ mũi này là cũng trên 5 tuổi rồi. Và là 1m18 ha cô chú anh chị. Còn con đầu trụi này thì 1m15. Con đầu trụi này thì nói chung cũng chưa thay răng và con chính giữa cũng chưa thay răng, 1m1. Con này nè, con 1m18 này thì hai đôi răng thứ hai đang thay ha. Rồi, bò Vinh xin phép chuyển qua một cái lô bò gồm có hai cái sim sát ha. Ngày hôm nay khá là nhiều bò nên tranh thủ rút gọn, không có được quay được chi tiết nhiều nên cô chú anh chị thông cảm ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là hai cái sim sát. Thì một con là 1m16, một con là 1m15, nói chung nó cũng ngang ngửa với nhau. Thì con này thì tình trạng của nó là hai lứa, ba lứa gì đó nhưng mà nó ốm ha. Còn cái con vàng lợt á, thì nó cũng khá là nhiều lứa rồi cô chú anh chị. Nên là bò Vinh xếp vô bò sát hết luôn ha cô chú anh chị. Hai con bò này thì nói chung là da dẻ của nó cũng không có được bóng bẩy, được có tàn có sát thôi. 1m15 đến 1m16 ha. Còn bò này thì bò Vinh không có biết tình trạng nó như thế nào, nhưng mà người ta bán bò sát thì mình mua thôi ha. Thì cặp bò này thì bò Vinh bán với cái giá là 15.500 ha. 15.500, nếu cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Hai con bò này thì anh chị nào có đám tiệc thì cũng chú ý giùm bò Vinh nha. Thì đắp vô thịt vô thì mình có thể mình làm được cái đám khá lớn á. Thì 15.500. Cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Hai con bò cái xác 1m15 với 1m16 ha. Hai con xin. Con thì hai ba lứa, con thì tầm khoảng là 4-5 lứa rồi ha. Thì nói chung là theo như góc quay thì anh chị nào ưng ý con bò nào thì cũng alo cho bò Vinh nha. Có thể bán xé ra bán riêng cũng được bình thường à. Thì con này thì còn đeo, con nó còn đeo và nó mới tách ra hết luôn. Cặp này là chung chủ nhà ha. Thì người ta chừa con lại, người ta bán hai con sát hai con mẹ. Và nói chung thì hai con này cũng đang đeo con luôn á, nhưng mà người ta để con lại, người ta bán bò mẹ thôi. Thì cặp bò này là bò Vinh xin báo lại cái giá ha, là 15.500.000 ha. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị chuyển qua những cái lô mẹ con ha. Tình trạng của hai bò này là hai bò cái xác, nếu như anh chị nào mua về dỗ đám thì cái đó là hợp lý ha. Còn nếu như mà mua về làm giống thì mình thiếu gì bò, mình có thể mình lựa những con khác đẹp hơn để mình làm giống ha. Nói chung thì bò bây giờ cũng khá rẻ nên là mình làm giống thì mình nên lựa những con màu là đẹp ha. Rồi, 15.500.000 cho hai con bò này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ý thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ thì chuyển qua mẹ con ha cô chú anh chị ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là mẹ xin ba lứa và con á là đực kem ha. Hiện giờ nó đang bú và bò Vinh quay cho cô chú anh chị xem luôn ha. Rất là mát sữa ha bò này. Bò mẹ thì cái màu lông của nó không được sáng ha cô chú anh chị, nó sinh dưỡng nó lông của nó không có được bóng bẩy, không có lên màu ha. Cái này về mình cho thức ăn vô thì nó mọc lại bình thường ha, không phải bị sờ mâu đâu ha.
con mẹ này còn rất là trẻ, rất là sung bò, đi đứng rất là khỏe mạnh, linh lợi lắm cô chú anh chị. Thì chiều cao của em nó thì trên 1m1 ha con bò mẹ, và bò con thì cỡ 8 tấc ha. Bò con rất là ú nè, màu da thì cô chú anh chị quan sát kỹ ha, không phải bị sâm mâu đâu. Bò này thì nó dạng như là nó thiếu ăn nên nó rụng lông, nó khằn bò cô chú anh chị. Nếu như mình cho ăn thức ăn thêm thời gian là nó mọc trở lại là bóng bẫy liền à. Và con bò này còn rất là ngon. Thực sự thì con xin này rất là khỏe mạnh nên là cũng yên tâm trong vấn đề là còn nhiều lứa phía sau thôi cô chú anh chị. Và con nghé đực của nó thì theo như quan sát thì cũng thuộc dạng mắt sữa hay cô chú anh chị ha. Thì con nghé này nó tầm khoảng là 3 tháng rưỡi và con mẹ này là 3 lứa ha cô chú anh chị ha. Và giá tiền thì bò Vinh xin phép báo giá cho cô chú anh chị được biết là 15.300.000 ha. 15.300.000 cặp bò này, mẹ con này. Và tình trạng của nó thì nghiêm chỉnh, bình thường không có giật giò lòi lú gì cái đó, bò Vinh đảm bảo ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tiếp theo qua bộ mẹ con tiếp theo nữa ha cô chú anh chị ha. Rồi trước mặt của cô chú anh chị là mẹ kem, mẹ kem và đực, nghé đực kem. Thì mẹ kem này là 3 đôi răng, còn một đôi chưa thay ha cô chú anh chị, lứa đầu tiên. Và con đực kem thì nó tầm khoảng là 4 tháng rưỡi ha. Đực kem này thì nó ú nu à, và chiều cao của nó thì tầm khoảng gần 1 mét ha cô chú anh chị ha. Con mẹ là 1m2, con là 1 mét ha. Thì nếu như mà con mẹ này mà nó ú nó bóng bẩy á, thì giá tiền của cặp bò này cũng hơi cao ha. Được con cái nhờ nó ốm nên là giá tiền của nó chút xíu nữa bò Vinh đưa ra. Thì cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo liền cho bò Vinh nha. Mẹ con này thì bò Vinh xin nhắc lại ha. Mẹ con kem lứa đầu tiên á, bò này là còn đôi răng khóe nè, bò mẹ còn đôi răng khóe. Và con á thì 4 tháng mấy ha. Thì cặp bò này thì bò Vinh xin báo cái giá cho cô chú anh chị được biết là 17.800.000 ha. 17.800.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Con kem này á là nói chung á là thuộc dạng sim dưỡng nên là giá tiền của nó mềm mỏng cô chú anh chị, chứ nếu như mà nó còn ú còn bóng thì cặp bò này cũng khá là cao tiền đó. Thì con mẹ này nếu như anh chị nào dưỡng thì về dưỡng thì cũng không mấy hồi đâu ha. Nói chung nó cũng có tàn có xác hết trơn rồi. 1m2 bò và lứa đầu tiên, còn đôi răng khóe. Và con đực thì 1m bò và nói chung là tầm khoảng là 4 tháng rưỡi á. Tình trạng lòi lũ giật giò giật cẳng thì cái đó cô chú anh chị yên tâm nha. Bò Vinh cái đó bò Vinh đảm bảo cho bình thường hết trơn á. Bò này chỉ có bò mẹ là hơi ốm thôi, và bò con thì nó cũng rất là mát sữa ha. Rồi 17.800.000, nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuẩn bị chuyển qua mẹ con cái ha. Rồi trước mặt của anh chị là mẹ con cái ha. Mẹ này cũng lứa đầu tiên luôn, mẹ kem lứa đầu tiên luôn. Và con cái là tầm cũng khoảng 4 tháng rưỡi ha. Thì con cái này, con mẹ này thì thịt thà nó đầy đặn hơn so với con bò nãy rất là nhiều ha. Bò Vinh xem xét thì nó trên 75kg thịt là bình thường ha bò này. Và con của nó thì nó tầm khoảng 4 tháng rưỡi đó, thì cũng ú và nói chung cũng bê bọng thì nó cũng dư sức ha. Bò này thì cặp mẹ con này thì chiều cao á, con mẹ nó cũng 1m2 và con nó là 1m lẻ ha, mét tầm 1m02, 1m03 đó. Thì mẹ con cái kem và giá tiền thì bò Vinh xin phép báo cho cô chú anh chị được biết là 22.500.000 ha. 22.500.000, nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Thì con mẹ của nó thì thịt thà rất là đầy đặn ha, nên cũng không có cắn thịt gì hết trơn ha. Bò này nếu như mà xé thẳng ra thì nó cũng ngang ngang nhau à. Nếu như anh chị nào muốn mua con về làm giống hoặc là con mẹ về làm giống tách riêng ra thì bò Vinh cũng tách được bình thường ha. Bò Vinh xin báo lại cái chiều cao ha. Con nghé thì là tầm khoảng 1m02 và con mẹ thì là 1m2 ha. Thì con mẹ là lứa đầu tiên và tình trạng thì nghiêm chỉnh ha.
không có lòi lú giật giò giật cẳng gì hết ha. 22.500.000, nếu như cô chú anh chị nào cảm thấy ý thì alo cho Bò Vinh nha. Còn bây giờ thì video của đây cũng khá là dài rồi, nên Bò Vinh xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.